Em chào mọi người nhá. Thực tế nhìn rõ không? Nhìn rõ không mà mọi người ơi. Chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ đi các chị ơi, em tặng lè. Tặng nha các chị nha. Áp dụng chị nào chia sẻ like giúp em 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nha mọi người nhá. Ninh ra đóng cho mẹ cửa đi, kín rồi Ninh. Chia sẻ đi mọi người ơi, thời gian cho mọi người chia sẻ này. 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nhá. Em lên các mã tặng trước nha mọi người nhá. Áp dụng chị nào chia sẻ like. Không nhìn thấy có chia sẻ like em không chốt, thế thôi nhá. Rất là nhiều luôn ạ. Tặng cho gọn nhà hôm nay. Đấy này mọi người này. Ok, chị Toàn Nguyễn này, đã chia sẻ này. Chị nào chia sẻ rồi comment cho em biết là mọi người đã chia sẻ nhá. Nhá, chị nào chia sẻ rồi comment lên dù em biết là mọi người đã chia sẻ nhá. Được chưa? 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nhá các chị ơi. 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nhá. 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân giúp em này. Có hai cái chân váy len này. Chốt cho em mã tặng chân váy cho em kèm lượt chia sẻ nhá các chị nhá. Tặng chân váy kèm lượt chia sẻ giúp em. Rồi, hello. Tuyền Nguyễn, Lê Hường, chị Quyên Vũ, ok, Hoàng Minh Trang, chị Toàn Nguyễn, Ngọc Trâm. Em chào mọi người nhá. Rồi. Tháng chị lên mà em khóa cửa, sao chị không gọi em ở bên nhà ông ngoại à? Xong tầm 9 giờ em về mà, em đi có một lúc à? Em đi có một lúc thôi. Tặng chân váy nhá, cái này ở trên gối nhá chị nhá. Cho em mã tặng chân váy. Tặng chân váy cho em này. Chân váy này, Hoàng Minh Trang này. Hoàng Minh Trang nào, Kim Thoa này. Hoàng Minh Trang này, tặng này. Cái bút màu á. Ok. Chia sẻ đủ nha mọi người nha. Các chị chia sẻ đủ rồi em chốt. Không có này em không ấy đâu. Hoàng Minh Trang. Thế à, không ăn cho điện thoại. Hoàng Minh Trang này.
Nào kim thoa này, ok này, đã chia sẻ đủ này. Tặng cho em nhớ chị nhớ. Các chị chấm bài nhớ lên cho em. Hôm nay nhiều tính nhiều đám cưới quá nhỉ. Rồi, có một cái áo này là áo thu đông nha mọi người nhớ. Thu đông của bé Linh ơi. Con vứt ngay hai cái đấy xuống cho mẹ. Trông như con thiên đâu. Này, cái áo này nhá. Bé nhà nào tầm 16-18 cân mặc đẹp thôi. Chất rất là mềm cho em. Tốt cho em, chốt cho em mà, chốt cho em mã tặng bé nhá. Tặng bé kèm số điện thoại cho em này. Không chia sẻ đủ em vào kiểm tra là không có là gửi đơn nhớ chị nha. Mất con người khỏe đến tặng người khác nhá. Không chia sẻ like thì đừng tốt nhá. Cho em cái này, chốt cho em mã tặng bé. Tặng bé cho em. Bé nhà chị nào vừa thì lấy nhá. Tặng bé cho em nhá mọi người nhá. Tặng bé cho em. Tặng bé cho em này, 16-18 cân. Tặng bé cái áo thu đông nhá. Đấy, tặng bé cho em này. Cho em mã tặng bé này, tặng bé này. Nào kim thoa này, ok này. Tặng nhá các chị nhá, em lên các cái mã tặng trước nha. Lên các cái mã tặng trước nhá các chị nhá. Chia sẻ đủ cho em và chấm bài comment lên. Ồ, chưa nhìn thấy thoa chia sẻ rồi em ơi. Chưa có biểu tượng chia sẻ rồi. Rồi, 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nó mới hiện nha. Nó mới hiện nha. Rồi, chốt cho em mã. Chấm bài lên đi ạ. Các chị không có, không có. Đây, chốt cho em mã tặng kẻ đi các chị ơi. Tặng kẻ cho em nhá. Cái này em có 3-4 con luôn. Cái này là chất len tăm. Cái này chất len tăm nhá. Cái này chất len tăm nhá chị ơi. Len tăm nhá. Cho em mã tặng kẻ này. Tặng kẻ cho em kèm xem mà các chị chia sẻ bao nhiêu lượt. Đủ cho em 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nha mọi người nhá. Cho em mã tặng kẻ áo len tăm. Tặng kẻ cho em. Để kèm áo lên cho em nhé mọi người nhá. Chia sẻ cho em 5 lần hội nhóm và 5 lần trang cá nhân nha mọi người nhá. 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân. Được chưa? Cho em mã tặng kẻ nữa chị nhá. 2 này. 3 này. 4 này. Lại có 4 cái, 5 cái. Cho em. Không hiểu sao nó chưa hiện à. Tặng kẻ này cho chị Toàn Nguyễn này. Cái áo này em tặng nhớ chị nhá. Chị Toàn Nguyễn này, trông như là cô dâu 8 tuổi Linh. Tặng kẻ cho chị Toàn Nguyễn này, ok này. Tặng kẻ này. Toàn Nguyễn này, Hoàng Minh Trang này. Cứ như áo chất hơn 100.000 ý. Thực ra là nó toàn hàng hơn 100 ấy. Hoàng Minh Trang này. Đây đấy nhỉ. Áo len toàn hàng hơn 100 hết ấy. Làm gì có chất nào gì nhà ai rẻ hơn thế đâu. Sao nó lại sao nó không hiện chị nhỉ? Hiện rồi kia em, hình người chia sẻ đấy. Hoàng Minh Trang này. Em vào trang cá nhân không có là em hủy nha mọi người nha. Em Nhung này. Cho ba cái này vào đây ghi tên cùng một lúc cho nó đẹp đầu cuối nhá. Em Nhung này. Em Nhung này với ai nhờ? Chị Quyên Vũ này. Quyên Vũ này, ai nữa nhờ? Áo len hoa cho bé. Ờ thế à? Chắc là chị quên đấy. Tặng kẻ cho Phương Phương này. Ok, hết nha mọi người nhá. Thế là 5 cái đủ rồi. Hết rồi. 3 cái. Rồi lên tiếp này. Chia sẻ cho em nhá. 5 lần hội nhóm, 5 lần trang cá nhân nhá. Các chị nhớ là nó cũng phải phải các chị nhớ theo dõi fanpage này nhá mọi người, nhớ bật thông báo livestream cho em. Rồi, đây này em có cái bộ này, em bán tặng các chị 10.000 luôn ấy. Mà này bạn ấy không đủ đơn, có một cái 10k không chốt đâu được các chị. Bộ này cho em đây. Tầm 12 cân mặc thôi. 12-13 cân thôi. Chốt cho em mã bộ bò sữa này em tặng cho các chị luôn là 10k. Mã bộ bò sữa này em bán tặng các chị 10k. Đây là em bán hàng lẻ trước, lát em sẽ lên ở nhá. Hết rồi Tuyền ạ. Chứ nói chung là chị không nhớ là chị không cho vào ấy. Thì nói chung là hàng chị con bây giờ hết sạch rồi. Chị thanh lý hết rồi. À còn quần bò bán Tết thôi. Đấy, rồi chị nào lấy cho em mã tặng bộ này 10k luôn, tầm 12 nhá. 10k này, chị nào kinh khoan này. Quá rẻ luôn, 10k cho các chị. Đây áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt bán tặng cho các chị luôn. Áo giữ nhiệt chỉ còn một màu thôi, bán tặng các chị luôn. 20.000 3 chiếc nhá. 20k 3 chiếc cho em. Đây này, áo giữ nhiệt màu này các chị mua về tặng phối đồ bên trong, mua về chia mỗi người một vài cái. Cái này em còn ít. Đấy, chị nào lấy thì chốt cho em, giữ nhiệt.
giữ nhiệt cho em nhé. Chốt cho em mã giữ nhiệt 20.000 ba cái. Chắc chốt được cho tầm 3-4 chị, 3-4-5 chị giữ nhiệt cho em, cho nó gọn nhà đi. 20.000 ba cái bao giờ không các chị? Không ai bán rẻ được như thế đâu nhá. 20.000 ba chiếc, em chỉ có một màu thôi. 20.000 ba chiếc nhá. Giữ nhiệt cho em, comment cho em mã giữ nhiệt cho chị Quyên Vũ này. Ok. Giữ nhiệt cho Đào Kim Pha, ok. Ủa vé công chúa xinh chưa? Vé công chúa này 10k luôn đi. Cho nó gọn cái nhà này đi. Bừa bộn quá. Giữ nhiệt cho Quyên Vũ ạ. Giữ nhiệt cho Đào Kim Pha, ok. Rồi, cái váy công chúa cho bé này. Các chị ơi, cái này bánh bèo nha mọi người nhá. 22, 23 cân đổ lại. 18 đến 22, 23 cân. Chốt cho em váy công chúa cho bé nhá. Đổi đi, má đổi của ai đây? Công chúa cho bé, 10k cho em. Nhá. Giữ nhiệt này cho chị Quyên Vũ này. Cho Đào Kim Pha này. 20.000 ba chiếc nha các chị nha. Váy công chúa luôn cho Đào Kim Pha luôn. Quá rẻ luôn các chị. Chỉ là muốn mua về tặng hay là câu view, câu like gì được hết. Rồi, đến em váy công chúa hết rồi chị nha. Chị Thảo Yến ơi, em hết váy công chúa rồi. Đây này các chị ơi, em còn cái áo len. Áo len cổ như này. Rất là dễ mặc luôn. Nó mặc lên như cái cổ cái áo bên trong của em đang mặc cái này các chị này. Rất là dễ chịu nhá. Cái này 50-52 cân đổ lại thôi. Chất của nó thì là chất len, các chị nhìn rõ không ạ? Nhìn rõ trên line luôn giúp em nhá. Đó, em cho em cái này chốt cho em là mã len kẻ 10k luôn. Cho các chị em còn mấy cái mã lốt luôn này. Đó, len kẻ cho em 10k luôn này. Tăng này, cái này em còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái, 5 cái thôi. 5 cái thôi, 5 cái nhá các chị nhá. Bán lốt cho chị 10k luôn. 5 cái cho em, 5 len kẻ cho em 10k. Cộng với cả cái rút, hai có hai cái rút, một cái rút vàng, một cái rút trắng cho em luôn, 10k luôn. Rút vàng và rút trắng cho em luôn, 10k nhá. Len kẻ này cho Phương Phương này. Ok này. Toàn Nguyễn một cái này, ok chị Toàn Nguyễn này. 10k luôn này. Em Nhung này. Em Nhung mình quen này. Em Nhung này. Nguyễn Thảo Yến. Chị Thảo Yến lên thông tin địa chỉ giúp em nha. Chị Thảo Yến ơi, lên thông tin địa chỉ giúp em ạ. Thảo Yến này, còn một cái cuối một ai nhỉ? Hoàng Minh Trang là lốt là hết này. Hoàng Minh Trang 10k này. Rút vàng rút 10k lốt cho Hương này. Nào Kim Pha luôn này. Có hai cái rút vàng rút trắng hết nhé. Rẻ quá luôn đó chị, bán rẻ như là cho luôn này nhờ. Này khác gì cho đâu, có khác gì là cho các chị đâu. Đây em có hai con này em bán cho các chị 10k luôn này. Còn giữ nhiệt nhá. Cái này chốt cho em mã hồng này mọi người. Áo hồng này chị nào mua cho mẹ siêu xinh luôn. Là mẹ nào tầm 48 cân đổ lại mặc đẹp ấy. Đây này, cái kiểu này này. Cái chất của nó len len như này này các chị này. Chốt cho em mã hồng mẹ nhá, 10k luôn ạ. Và cái áo len len vàng này nó là len dạng len Montagi. Tay kiểu dạng ở cánh rơi như này. Cho em mã vàng 10k luôn nhá. Đó, được chưa? À em có một cái mã kẻ vừa lấy em tặng ấy. Đấy, nhưng mà đây. Chốt cho em mã kẻ tặng chị nào vừa lấy chưa có này. Em chốt một cái đây. Đó, là lấy lốt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không có màu đâu em ơi. Cái vàng này cho chị Quyên Vũ này. Cô chị Kim Anh lên thông tin địa chỉ đi. Chị Thảo Yến ơi, lên thông tin địa chỉ đi chị ơi. Quyên Vũ, chị ơi. Khách mới lên thông tin địa chỉ giúp em với nha. Đây ạ, cái quần này nó là quần legging lót lông. Legging này các chị này, lót lông. Nhớ các chị nhớ. Bình thường các chị đi ra mua những cái con này nó phải mà 4-50 nghìn đúng không? Lót lông hết bên trong mặc siêu ấm. Cái này em chỉ có lộn xộn mấy cái, 8 cái này. Chị nào lấy hết. Chị dơ lại đi ạ, dơ lại cái gì đây. Đây này, nót lông bên trong này các chị nhìn không? Em bán nhanh cho mọi người luôn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái này nó size rơi vào tầm từ 6 đến 12 cân. Chị nào mua tặng, mua cho hay gì được hết. Cho em luôn là 120.000. 120.000 8 cái này luôn. Được chưa? 120.000 8 cái này luôn nhá. Đây, size nhỏ nhất của nó sẽ bằng tầm này. Như này này. Rất là xinh. Bên trong nót lông hết.
nhá. Còn chị nào lấy thì nếu mà các chị lấy lẻ cho em thì là 35.000 hai chiếc. 35.000 hai chiếc nhá. Đấy. Và đến size nó tầm 12 cân như này này. Đó, chị nào lấy legging thì chốt legging nhá. Không chọn màu nhá các chị nhá. Đấy, không chọn màu đâu, vì là em còn mấy cái nó lẻ thôi nên là chị nào lấy size nào thì lấy thôi nhá. Đó, nếu mà chị nào lấy hết thì là 120.000 này cho em là 8 cái. Còn nếu không thì là cho em là 35.000 hai chiếc nha. Lấy em cái quần lót lông chị. Lấy bao nhiêu cân hay là lấy hết hay như thế nào thì mọi người comment cho em nhá. Rồi ok này, cho anh Jenny. Anh Jenny này. 11 cân này. Quanh này. Bóng tây này ok này. Bóng tây này, 12 cân này. Hết hết size to rồi. Em ấy không chọn đâu vì có thể là cái nó chỉ còn một hai cái size này size kia đấy. Có thể trùng, bây giờ chị cũng không nhớ được, ở trong đây nó có những cái là có size còn size từ tầm 6 8 9 cân gì đó nhé. Đấy, tầm size đó. Các chị khách mà không lên thông tin thì chị chốt cái khác nhá. Chị Thảo Yến ơi. Chị nào lên lại cho em mã len, len kẻ đi chị Thảo Yến, chị không lên thông tin để chị đâu ạ. Em cái len kẻ này vừa lấy ai chưa được không? Len kẻ này chị nào vừa lấy chưa được ạ? Đây, len kẻ này. Len kẻ đấy cho em nhá. Ok Kim Anh nhá. Inbox cho chị nhá, Kim Anh ơi, inbox và thông tin để chị giúp chị nhá. Cổ 3 phân màu đen. Hết rồi em ơi. Đây, cái len này cho em 10k vừa lấy. Chị chưa lên thông tin địa chỉ đâu ạ. Chị nào lấy thì chốt cho em nhé. À, lấy thì chốt cho em nhé mọi người nhé. Đó, cho nhanh. Được chưa? Đấy, còn hai cái này, à cái tặng này cho chị Kim Anh rồi. Kim Anh mát nhớ inbox cho chị nhá. Len kẻ cho Huyền Cảnh, ok. Kim Anh này. Len kẻ cho Huyền Cảnh, ok nhá. Huyền Cảnh này, ok. 10k thôi. Được chưa? Còn cái áo hồng của mẹ chị nào lấy không? Còn cái áo hồng của mẹ nhớ chị nhá. Đây, em bán tặng gilet cho các chị luôn này. Len này rất nhiều len ở trong kia các nữa kìa các chị ơi. À đây em có sót cái nó cái sơ mi này, sơ mi bé này, chị nào lấy thì em tặng luôn này. Ship Bắc Giang không ạ? Chị ơi ship hàng toàn quốc nhá. Bây giờ có cái ở đâu là không ship được đâu. Bây giờ đến đảo còn ship được cơ mà. Đây. Áo sơ mi này em tặng nhá. Sơ mi cho bé tầm 18 20 cân. Ship hàng toàn quốc nha mọi người nhá. Bây giờ ví dụ ở đâu là không ship được đâu. Đúng không? Đây ạ, đi lên len này các chị ơi, em bán lỗ luôn nhá. Lỗ luôn cho em này. Đi lên len này, em bán lỗ cho chị luôn nhá. Đi lên len cho em này. Con vàng này, xinh không các chị ơi? Chia sẻ livestream hả? Long đâu? Long sang bên bà giờ mới hỏi em đâu à? Len di lê vàng này cho em này các chị này. Các chị biết hàng trăm mấy không? Một trăm mấy luôn ấy. Đây, có con này cho chốt cho em mã chám nhá. 59.000 mã chám. 59.000 mã chám, hàng em hàng new hết nhá chị nhá. 59.000 mã chám, con này nó form vừa này. Nhỏ nhỏ thôi. Cái này các chị mix với cả sơ mi xong là mặc trên váy hoặc là sóc la rất là đẹp luôn. Nhá. Chị nào lấy chốt cho em. À, lấy chốt cho em mã chám cho em 59.000 đồng này. Rồi cái mã này cho em mã tim vàng 59.000 tim vàng. Alo. Ừ tôi có. Hồng hồng ấy hả? Ừ bạn đi đến chỗ cây xăng sồi nhá. Xong rồi nó có cái lối rẽ tay phải vào đấy. Đấy xong rồi cứ đi thẳng xuống đến đoạn cuối cái ao thì gọi tớ nhé. Nhà ngay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây. Con vàng này đẹp lắm. Phương ơi em không vừa cái chám đâu. Phương không vừa cái chám đâu. Chám cho Huyền Huyền nha. Huyền Huyền chia sẻ livestream giúp chị chưa? Này, chám cho Huyền Huyền nhá. Phương không vừa đâu em ơi. Đây cho Huyền Huyền nhá. Rồi chị nào lấy tim vàng chốt em mã tim vàng đi ạ. Tim vàng len mịn mà dày lắm. Các chị hàng này toàn trăm mấy à. Cái này cho Huyền Huyền này.
Huyền Huyền 59.000. Thề luôn đấy mọi người, em nhập vào 100 hay 120.000 rồi ấy. Bán 139 nữa chị, còn sót lại mấy cái này. Cái tim vàng này thì vừa này, cái tim vàng này của nó dạng nó form suông suông ấy. Đấy, cái này 60 cân đổ lại ok nhá. Chị nào lấy cái tim vàng, chốt tim vàng cho em 59.000. Các chị mua hàng si cũng không có cái này luôn ấy. Có làm nào vừa không có nhiều, có còn mấy đấy. Đấy, đấy tôi lấy cho mẹ. Rồi, chị nào lấy chốt cho em mã tim vàng 59.000. Các chị nhìn cái chất len cho em này, quá đẹp luôn, ai mua đâu được không. Đây, cái này cũng thế nhá. Cái này em còn 3 màu này, Phương lấy cái này này. An Nhiên chưa chia sẻ like rồi em ơi. Đây này, cái chữ dập nổi này mọi người, nhìn thấy đẹp không? Cái tay của nó nhá, dạng tay hơi hến hến này mọi người. Cái con này cho em nhá. Đây, bán mọi người lốt luôn. Này, xinh lắm. Cái này các chị mix đồ gì cũng được luôn. Váy body cũng được nhá, hoặc là sơ mi đều ok luôn. Chốt cho em mã, cái này chữ nổi cho em. Chữ nổi nhá, chữ nổi này 69 cho em. Form đẹp cực lên, lên giá. Lên luôn ấy, đấy nhá. Chị nào lấy chữ nổi 69.000 cho em mã Đào Kim Thoa. Không em ơi, em comment sau cùng mất rồi. Đây, chị nào lấy chữ nổi chốt cho em mã chữ nổi màu nâu này. Chữ nổi cho em màu ghi này. Chữ nổi cho em màu ghi này. Và chữ nổi cho em màu vàng. Eo ơi, sale xả lỗ luôn rồi các chị. Lỗ lắm luôn này. Không chốt hơi phí luôn nhá. Đấy, chị nào lấy chốt cho em. Ai lấy chốt em màu vàng. Đẹp lắm, còn ít thôi. Chữ nổi màu ghi cho Phương Phương này. Năm nay là khả năng em sẽ nghỉ Tết sớm các chị ơi. Nghỉ Tết sớm luôn ấy. Chắc chỉ đến hết tháng 12 này thôi là em nghỉ. À hết tháng 11 âm này là em nghỉ rồi. Chữ nổi màu ghi cho Phương Phương này. Màu ghi chị hết mất rồi Thắng ơi. Chị còn nâu mấy vàng thôi. Phương Phương này 69 này. Hết rồi Nhâm ơi. Chị hết rồi, chị còn màu nâu. Màu nâu và ấy nhá. Chị còn nâu và vàng nhá. Chị còn nâu vàng. Chữ nổi chị còn nâu vàng này. Tim màu ghi, à tim màu vàng này. Sao chị nghỉ sớm thế. Ừ, chị bận. Đến sang tháng 12 chị lại chắc tầm nửa tháng nữa. À nhưng mà ví dụ còn hàng đây chị vẫn treo vẫn bán. Thì like ít hơn thôi. Con này đẹp siêu đỉnh luôn. Các chị ạ, các chị nhận xem nhá. Quá đẹp luôn ấy. Cái này các chị không cũng được. Phối này, cái này phối body thì bao đỉnh. Cái này dày lắm luôn nhá. Chốt cho em mã hiệu nhá mọi người nhá. Cái này em có 2 chiếc nhá mọi người ơi. Dày lắm. Ừ. Hiệu cho em, cái này form rộng luôn này. 69.000 luôn, được chưa? Em còn 2 chiếc 69.000 ghi nâu cho Hảo này ok. Ừ, đợi mẹ một tí. Đẹp lắm con này. Ừ, mẹ biết rồi nhưng chờ mẹ một tí. Nâu này cho Hảo này. 69.000. 69 thôi, chị xả 69 lốt này. Đó gọn. Hiệu này cho Phương Phương này ok này. Còn một cái nữa. Em biết nhầm. Biết nhầm gì đấy? Cho em cái ghi hết ghi rồi, chị hết ghi rồi. Chị hết ghi rồi nhá. Béo chưa chia sẻ like chưa gì không chốt được đâu em ơi. Phương 69 luôn à. Mã hiệu An Nhiên lên thông tin địa chỉ đi em ơi. An Nhiên lên thông tin địa chỉ nhá. An Nhiên vừa lấy cho cái gì nhỉ? An Nhiên vàng 59 này. Vàng 59. An Nhiên vàng 59 là cái nào nhỉ em nhỉ? Lên thông tin địa chỉ cho chị đi em. Các chị ơi không lên thông tin. Mất mạng chị ạ. Cái chị cầm. Chị cầm hết rồi. Ưu tiên ai chia sẻ nhá các chị nhá. An Nhiên 69. Hiệu Thu Huyền hết mất rồi em ơi. Rồi con này dành cho chị nào thích kiểu cá tính nhá. Cái kiểu cá tính đẹp lắm. Đây chốt cho em mã thổ cẩm này. Chốt cho em mã thổ cẩm nha mọi người nhá. Thổ cẩm này cho em 50.000. Thổ cẩm cho em 50. Thổ cẩm cho em 50 nhé. Alo. Cứ đi thẳng xuống cuối cái ao đi. Một cái dãy không có cây hoa giấy cao thôi đúng không? Có cửa sắt ở ngoài này. Cứ đi tôi nhìn đây rồi. Đứng ở đâu? Ừ, cứ đi thẳng xuống dưới. Cứ đi xuống nữa xuống dưới.
Cứ bây giờ nhìn thấy cái chỗ cây hoa giấy cao rồi người ta mãi hiệu bạn nhà áo chị mặc khẩu bán không không áo chị mặc nó là bộ em ơi. Vâng ok chị An Nhiên inbox cho em nhé. Chị An Nhiên đến mã 59 là cái mã vàng này nữa đúng không chị, đúng thì ok cho em nhé. Đây vàng mã tim vàng này, cái đây là mã tim vàng mọi người ạ, 59.000 và mã nổi vàng này là 69 nhá. Đây còn cái thổ cẩm này siêu xinh luôn này các chị này, cái thổ cẩm này cho em các chị mặc với body và phối với cả sơ mi di lê, bao giờ các chị cũng phối đồ lên là không nghĩ là phải sợ nó ngắn hay gì đâu, 50 nhá. Chị nào lấy thì chốt nốt cho em được chưa. Ok ok ạ. Rồi em hết rồi, hết rồi đấy chị ơi. Đây, em còn bộ bánh bèo này. Bộ này là bộ lụa Hàn. Bộ này là bộ lụa Hàn nữa chị nhá. Lụa Hàn bánh bèo. Đây cái kiểu cổ của nó đây. Đấy, đây này. Đấy bánh bèo như này. Bánh bèo lốt cho các chị 39.000, mã bánh bèo vải lụa Hàn. Bánh bèo lụa Hàn cho em. Đây. Mở cửa vào đây các chị. Vào đây. Đấy, chị nào lấy mã bánh bèo ơi. Ôi mẹ quên Ninh à. Ừ đây rồi mẹ đây rồi. 39 nhá chị nhá. Đây mẹ đây ờ chị lên quần đi ạ. Nhờ qua nhà cũ nhà chị nhá Nam ơi, chị gửi qua đấy cho chiều chị đã không có nhà ấy, chiều chị không có ở đây, chị lên quần đi ạ. Ok quần nào. Cái quần quần gì nhỉ, em biết quần gì, có cái mã bò cả thường này, em có một cái mã bò cả thường này, bình thường ấy chị thích cả. Có người thì thích cặp bình thường, có người thích cặp cao. Đây đây có cái 29 đấy, đây 59.000 luôn nhé mọi người nhé. Cái này cho em từ tầm 40 đến 45 cân, 40-45 cân nhá, 40-45 cân, màu đen cho em 59.000 quần bò. Ở nhà bố mẹ chị ấy, nhà mọi lần em vẫn vào ấy, năm ngoái em vào đấy. Đấy chị nào lấy bò 59 cho em bò 59 nhá. Bò 59 nha mọi người nhá, màu đen cho luôn. Cái này cặp bình thường, cặp vừa nhá. Còn di lê, hết di lê. Ừ, đây chị còn ba cái này thôi. Chị còn ba cái này thôi nhá. Một tim vàng này, cái tim chữ nổi này và cái thổ cẩm này thôi nhá. Năm chị nhà hết rồi. Là hết nhá. Đây cái mã tách này, mã tách này siêu cho mọi người này. Ai thích tách, tách này em còn đủ size SML này mọi người. Đấy, hàng này là hàng siêu cao nhá mọi người nhá. Bỏ 59 cho đào kim thao, ok. Cái này các chị mặc nó mới căng ra này. Mặc nó mới căng ra nhá mọi người nhá. Nó mới thấy cái giá của nó. Đây. Đây nhá, bỏ cặp cao. Cặp cao như này, cái rách nhá, siêu cao rách. Cái bầu của nó hơi xanh xanh rêu rêu. Ừ, ok nhá. Ok nhâm nhá. Này, hơi xanh xanh và dê một chút thôi. Đó, chèo lấy cái mã rách này, sale chiên cho các chị luôn là 139.000. 139 nha mọi người nhá, siêu cao, size S, M và L. 40 đến 57 cân ok nhá. 40 đến 57 cân ok. Được chưa? Có size S, M và L. Ừ, ok. Rồi, bò 59 nha, cho Thoa này. Vàng nổi cho Nhâm này, ok này, thổ cẩm cho Hoàng Minh Trang. Ok. Này cho Thoa này. 59 này. Thổ cẩm 50 này, nổi là con sinh hoa. Thổ cẩm này đẹp lắm, em biết nghe cả. Thế là em hết đồ bé rồi ạ.
đồ bé chỉ có con bò thôi chị ơi. Các chị chấm bài lên giúp em nhé. Sơ sinh á, sơ sinh à, sơ sinh chị không? Bà áo này bao nhiêu? 50 áo này 50 không? Ôi trời ơi. Quần đùi da có nhá. Có đồ bộ Phạm Quỳnh thương ai giữ nhiệt bé trai, giữ nhiệt bé trai thì không hết rồi. Đây sóc da đây. Sóc da này em còn nhiều nhá, nhưng em chỉ còn size L, XL thôi. Ừ, chắc là chiều chị sang đấy. Này. Sóc da nha mọi người nhá, mặc dáng này như này này, đẹp lắm. Đẹp. Nó có túi nhá. Đây sóc da, cái này em còn chỉ còn size L, XL thôi mọi người. L, XL 50 đến 65 cân nhá. Đây. Nhưng mà cái này phải mặc kiểu rộng rộng như này này các bạn này. Đấy, rộng rộng như này thì nó mới đẹp nhá. Chứ nếu mà mặc cái này form này của nó không phải ôm đùi đâu. Chất da mềm đấy mọi người. Mềm nhá. 139 em xem mọi người 79 ạ. 79.000 một cái thôi. 139.000 xem mọi người 79.000 một cái. Chất da mềm nhá chị nhá. Bên trong này nó nhung luôn như này. Rất là xịn sò luôn. Không mua được ở đây thì đúng là không còn ở đâu rẻ hơn nữa đâu các chị ạ. 79 nhá. Chị lấy shop ra, chất shop ra cho em kèm size LXL nhá. Sóc da 79.000 ạ. Áo chị mặc không bán nhá. Quả quần da mặc thích lắm. Ơ ừ. Thế mà chị nhìn lại hết ấy rồi. Hết size ấy rồi. 43 cân. Em ơi chị vừa nói rồi, size L, XL. Nếu mà bình thường em mặc được thì em ok, còn không thì ấy thôi. Nếu không thì phải sửa thôi. Chứ còn chị chỉ còn size này chị đi sale thế. Bình thường chị bán hỏi khách chị cũng chưa bán 139.000 hay 129.000 nhỉ. Đấy 129 đến 139 này. Nâu này, màu nâu này thì có đấy này. Nâu. Ok, Huyền Huyền một sót 50 cân ok. Đây. Sót này thì chị còn SM này. Nâu này thì còn SM nhá. Nâu này là 129 này. Nâu này 129 hoặc 120 đi. Nâu 120 nhá. Nâu tây 120, SM 40 đến 50 cân. Đó, chào đến nâu chốt nâu. Nâu tây. Màu nâu tây nhá. Ừ ok, Phương một sắc đen này. Huyền Huyền. Chân váy ngắn cạp cao á. Ơ chưa, cái chốt này. Chân váy ngắn cạp cao như nào nhỉ? 79 này, Huyền Huyền này. Thấy chưa, không ai lấy à, không ai lấy quần cái đấy này à, bộ này bộ bánh mèo này giá mà 39. Có quần bò gió không bạn? Bò gió à, quần bò giấy ấy. Bò giấy á. Còn mùa này thì không, mùa này nó ra bò giấy chỉ bán mùa hè thôi, nó mỏng nó mát thôi. Nhưng mà tớ lại không? Toàn mặc bò mỏng mỏng thôi. Đây mùa này có thể bán mùa này rồi. Cái này mã lắp túi nha mọi người nhá, lắp túi này đẹp lắm. Đủ size S, M, L luôn ạ, 40 đến 57 cân. Mình bụng to ấy, cho nên muốn mặc những cái mỏng mỏng ấy. Nhưng mà ví dụ mình mặc như thế nó thoải mái nhưng mà nó lại không ôm được bụng thì bụng càng ngày càng xệ. Phải mặc những cái quần bò như này thì nó ôm bụng càng ngày nó mới càng siết vào được ấy. Cho nên mặc cứ càng rộng này ấy. Đây. Mình kéo ấy được quá. Thế là cậu đi ở tự tận đâu? Tớ bên Bình Xuyên mà. À, ở Văn Mã. Còn sốc da đen chị ơi em còn nhiều nhá. Đây, đẹp không? Cái mã này là túi cho em, 149 này. Thế mọi người không đâu bán bò ra các chị 149.000 đâu. Rất là đẹp luôn nhá. 149 chị nào lấy chốt cho em mã. Cái này chốt cho em mã 148 nhá. 148, 149 đủ size SML nhá. Cái này em có đủ size SML ạ. 149.000. Sóc da còn. Đây,
cái shop này là shop shop lệch này mọi người này, cái này em gọi là shop lệch nhá, shop lệch như này, shop lệch nó có quần bên trong, à chân váy cặp cao như này là Thảo ok không? Cái này có đủ size này, cái này các chị mặc lên nhỉ, ôm vào đây nha nhá, chân váy này, đó chân váy da nha, chất rất là mềm luôn, bên trong này mọi người, đó, chị gửi rồi nhá, chị có quần bò màu nhạt đây, chân váy này cho em luôn, bao nhiêu nhỉ? 79.000, 79.000 nhá, chân váy này 79, chân váy nắp túi 79, có size SML 40-57 cân luôn nhá, chân váy cho em. Shop em còn đấy chị ơi, shop còn em, shop còn 5-7 cái nữa. Ừ, Phương Phương ơi chị ghi rồi, Phương Phương ơi chị ghi rồi. Bò bé trai lớp 1 á, không, cái kia đâu, chỉ có bò, chị chỉ có bò túi hộp thôi, dạng túi hộp thôi, tại vì nó không không nhiều mẫu lắm đây. Shop này vẫn còn, shop 79 vẫn còn nha, 79 vẫn còn. Chân váy dạ này, cái chân váy lệch mà chị, à cái chân váy lệch, ok ok. Cái này size M, cái này size M, chân váy dạ size M. Ok chị Hải Ly nhá, chân váy dạ này cho em 59.000. Chân váy dạ này cho em 59 nha mọi người nhá. Đây, size M này, rất là xịn luôn ạ. Đây các chị này, hàng made in China. Đây, hai dây để có đây các chị treo rồi nó không bị nhăn ấy. Đây, chân váy dạ cho em size M. Cho em chân váy dạ size M nhá. Chân váy dạ size M, đẹp lắm. Và chéo nhá, bên trong có quần. À đây, đây của nó là chân váy này, bên trong có quần luôn nhá. Chị nào lấy chân váy dạ, cho chân váy dạ cho em. Cái này cho em tầm 48-52 cân nhá, 48-52 cân. Chân váy dạ hàng Quảng Châu ấy, 48-52 cân. Chân váy á, 50 cân à, 50 cân size M này. Có, qua gối nhá. Chân váy này cho nhá, Phương Phương này. 79 này. Có qua gối đấy. Thích qua gối lên trước của cái đẹp. Cái này này, cái này thì là nó kiểu hơi điệu điệu như này mọi người nhá. Mặc lên xinh lắm. Đây khóa đằng sau này. Cái này nó bèo bèo như này kệ nó nha. Đây. Đây này, bánh bèo như này. Đấy. Chưa? Cái này phối Đoàn Thanh Trúc chia sẻ ra đi em ơi. Lên thông tin địa chỉ giúp chị nhá. Đây. Hoặc chị nào thích có thể làm cái vạt sang đây như này được. Nhưng mà em thấy là cái kiểu của nó là cái kiểu để rủ rủ như này này. Đó, để tạo kiểu đấy. Kiểu rủ rủ như này này. Cái này chân váy này size L nhá, 50-55 cân. Chân váy này cho em 59.000 luôn. 50-55 cân nhá. Cái này size S này. Cái này size S nha mọi người nhá. Cái này size S có quần trong. Chân váy size S có quần trong 40-45 cân. Size S có quần trong cái này 50.000 thôi. Chốt cho em chân váy 50 nhá. 50-50. Đây có một con nâu này size XL này. Size XL 55-60 cân. XL chốt cho em chân váy XL có quần trong nhá, chân váy dạ. Chân váy dạ XL có quần trong. Được chưa? Là lấy chân váy dạ chữ XL chốt chân váy XL thôi. Xong rút này. Xong rút còn size L thôi. Xong rút còn size L, siêu lỗ các chị 69 nhá. Xong rút. Xong ra mà rút hai bên ấy, size L 69.000. Xong ra rút size L lên 69.000. Đã. Chân váy hai tầng này. Em có hai loại. Chân váy hai tầng này có hai loại nha mọi người nhá. 69.000. Đây hai tầng. Cái này dập ly hai tầng còn ML. Và cái này chốt cho em cái này là giả váy các chị, có quần bên trong. Đây, cái này nó là giả váy. Cái này dập có một tầng thôi, cái này dập hai tầng nhá. Cái này 50 và cái này là 69 nhá. Đoàn Thanh Trúc chia sẻ like và lên thông tin địa chỉ em ơi, chốt đơn nha. Em còn một cái trơn. Cái này em còn một cái trơn này, trơn nhưng mà cái này nó phải tương đương với size M ấy mọi người. Xanh đậm, size M. Xanh đậm, size M nhá, hàng là hàng cao mọi người, siêu cao. Đây, xanh đậm, size M này. Xanh đậm, size M cho em, siêu lốt các chị luôn, 129 nhá. Còn một cái thôi, size M, 129. 129.000 nha. 129. Áo nha mọi người nhá, áo lút này. Áo lút đây. Đây. Áo lút này.
Đoàn Thanh Trúc ơi, em ơi chia sẻ like và comment lên cho chị thông tin địa chỉ nhá. Cái áo lút này đẹp lắm các chị ơi. Phố các chị phố cho đánh ra đây này. Không đẹp thôi, không lấy tiền nữa luôn này. Các chị này, người không mặc lên dáng thôi chứ còn. Các bà này, nhìn này, đẹp lắm, phối với sóc da hay chân váy da đều đẹp nhá. Cái chất len gân gân này của nó rất rất là dày, được chưa? Con này 120.000 sale các chị luôn, còn 65.000 đi. Dày lắm nhá. Len tăm dày như này, chuẩn ảnh luôn, ba cúc này. Cái này nó không trễ đâu nha. Nó không trễ đâu nhá mọi người nhá. Nó kéo cao cao đây này. Đó. Cho em màu này là màu nâu này. 65.000 màu nâu. Em có áo 65 này, màu nâu này. 65.000 cái này màu xanh nhá. 65.000 màu xanh này, 65.000 màu da này. 65.000 đây cũng màu xanh rồi. Và đây cái này cho em 65.000 màu xanh nào. Đẹp lắm. Form này 52 cân đủ lại ok giúp em nhá. 65, chị nào lên 65 chốt mã 65 cho em nhá. 65.000 con bò có màu nhạt này. Quanh vừa hỏi màu nhạt. Màu nhạt còn mỗi cái này size L. Đây, màu nhạt chỉ còn mỗi cái này size L thôi này. Cái hai lắp túi này size L này. Đây. Trời, em bảo size S hay sao ấy. Chứ có mỗi cái size L này. Đây, 149 nhá. Lắp túi nha. 149.000. Có chứ chị, có lên nhé. Đây. Màu khói này. Mọi người khói 149 luôn. Khói 149.000 đẹp chưa? Nó phối màu hai bên và rách một chút như này thôi nhá, cho nó cá tính ấy. Chứ trơn quá thì nó cũng lại không gì. Đây chốt cho em mã phối màu nhá. Phối màu hoặc mã 015 cũng được. Phối màu và mã 015. 015 149 cho em đủ size SML nhá. Mã 015 đi, hàng siêu cao hết. Đây, siêu cao hết như này các chị này. Đó, size S, M và L. 40 cho đến 57 cân nhá. Đây, chào lấy chốt cho em. À, có quần xanh đậm. Một nâu một da. Một nâu một da cái gì hả chị Thị Hiền ơi? Một nâu một da cái gì đấy? Có màu xanh đậm. Xanh đậm cho em. Xanh đậm mà ánh em cao em mặc kiểu này không? Đây này. Cái này nó không túi trước nha mọi người nhá. Cái này không túi trước. Cái này như em còn size L này. Không túi trước còn mờ lờ. Không túi trước còn mờ lờ nhá. À, một nâu một da Thị Hiền. Một nâu một da là ok. Trả áo 65 đúng không? Cho Thị Hiền, ok Thị Hiền. Đi bút cho chị thông tin địa chỉ nhá. Đây, không túi trước màu xanh đậm luôn. Cái này các chị đi bốt đấy, thật thề luôn, chân liên mang luôn đấy mọi người. Size M và size L nha mọi người nhá. 149 luôn ạ. Cái này 149 M và L. ML nha mọi người nhá. Nhìn nó tôn cái dáng. Cái này nó khác hoàn toàn với những mẫu lần trước vì là nó thêm các cái đai này mà mọi người. Cao lắm, cả cao luôn ấy. Đấy, chị nào lấy chốt cho em. Cái này xanh này nó xanh đậm rồi. Xanh này nó đậm rồi. Nó có dạng xanh trầm trầm đấy là xanh rêu. Đây. Chị nào lấy đi chốt cho em nhé. Cái này không túi trước, trơn không túi trước. Size M và size L. 149 nhé. À, mã đai này. Đậm hơn à. Cái mã đai này đẹp lắm. Một đai này. Đai này còn M. Đai này còn M. Đai này còn ML luôn. Đai nha mọi người nhé. Chốt em mã đai. Đai ML. Mã đai nó có cái nào nó mềm mềm không bà? Tất cả đều mềm mà. Chốt mà mềm. Ý là chỉ mỏng mỏng thôi à. Mình thấy mùa này thì cầm như thế. Ông ý là chắc nó mềm mềm một tí đấy. Mặc một cái nó cứng cứng quá, nó hơi khó chịu. Mềm thì nó là vải giãn nhiều thì nó sẽ mềm. Đây là màu, màu khói khói như này. Nó có mặc được rách không? Không, tôi thích mọc mấy cái màu đậm đậm mà nó đơn giản thôi. Cái gì chỉ có màu đen thôi. Không có màu xanh đậm đậm à? Xanh đậm đậm á? Xanh than đấy á. Xanh than. Bà xem than đi là năm nay nó không chỉ có ra màu xanh than đâu, nó chỉ ra màu xanh này này. Nắp túi như này này. Đây là màu đậm rồi này. Đờ. Thị Hiền lát đến mức cho chị thông tin địa chỉ với nhá. Đây, hoặc là cái lát túi này là nó là đậm lắm rồi. Đây, chứ còn nếu mà ra hẳn thì nó là ra màu xanh than. Thôi, tôi thử xanh. Nhưng mà xanh than năm nay thì lại không, mình không thấy có mẫu mấy. Ừ. Qua đặt rồi quên.
Sau thì các chị ơi cho em là màu này là một khói đậm nhá, khói đậm size M. Khói đậm cho em size M này, 149 nào. Khói đậm, đây là màu đậm nhá. Khói đậm nhá. Không phải là màu đen đâu nha mọi người nhá. Đây là một khói đậm. Đấy, một sáng đậm ấy. Đen lên, đen lên hẳn size M. Đi thẳng vào trong chỗ nhà ấy đấy. Ở phía cuối đấy ạ. Cái đập đắp túi đẹp hơn hay không túi trước đẹp hơn? Em cao thì em lấy cái không đắp em cao thì em lấy cái không không túi trước ấy. Không túi trước cái đấy xong là nó phối được nhiều đồ dễ hơn, nhìn đẹp. Đây. Chị nào lấy trước cho em. Cái này khói đậm nhá, khói đậm size M 149 cho em. Khói đậm M 149. Thì em có đen trơn này mọi người này. Những cái mã đen trơn như này nhá là không bao giờ hết mốt luôn, đen trơn mình vừa có thể mặc như kiểu phối như kiểu legging được mà vừa ấy được nhá, mà vừa mặc thành như cái quần bò luôn đó. Đen trơn 149 nhá, quần bò nhà em là đen trơn 149 và em có cái mã này nữa này, CD này 149 đấy, dành cho chị nào cá tính hơn một chút. Cá tính mình em có một khói này, khói rách như này mọi người này, khói rách 149 luôn nhá, cái màu này đẹp lắm. Cá tính một chút tại vì nó ít mà rất rẻ, đây sơn quá thì cũng sáng. Đó. Tương đối là nhiều mẫu rồi đó lận. Đây, cái gân này, trơn gân này. Đó, trơn gân này. Hàng này là hàng siêu cao nhá. Trơn gân này. Hoặc là khói, cái này màu khói này là khói xước này. Khói xước luôn, giá là 149 hết nên không cần phải nói giá nữa. Xước. Khói xước. Khói xước này. Xanh xước này. Khói xước xanh xước này mọi người này. Khói xước xanh xước. Cái này là xanh trơn nhá. Cái này là màu xanh trơn. Được chưa? Ê, áo kiểu này mọi người, hôm trước ai chơi được áo kiểu này không? Khói rách. Khói rách chỉ có đủ size nhá. Áo trắng dài tay hết. Hôm trước của con này đánh nhạc kiểu quên nó, không bảo xem họ lấy cái size gì thì size L, à, size M cả. Cái này size L thì tôi lấy rộng quá. Quên người hỏi. Đây, cái này phối này đẹp không? Chốt cho cái kiểu này 69.000 nha mọi người nhá. Vải lụa lụa này, đẹp lắm. Đấy, thấy chưa? Màu da, chị nào lấy chốt cho em áo kiểu ra. Cái này nó còn size M không? Và tí nữa tôi còn có. Cái này túi trước đúng không? Ờ, túi trước. Đây, M đấy. Bà cho tôi cái đơn đó. Cái đơn này cho mẹ này. Có cái gì đấy con? Cái tên xe. Mẹ có mẹ cho mẹ. Đây là gia đình mình đấy. Đâu con? Hai mẹ con đang đi chơi. Úi dồi, trẻ là Linh vẽ giỏi nha. Mắt kêu luôn. Nếu con vẽ một khói rách con đi. Một cái túi hộp chưa? Chưa. Mẹ. Túi hộp nào nhỉ? Ông trời mẹ mẹ. Một cái khói. Hai cái tay. Khói rách tay gì nhỉ Phương ơi? Khói rách con này chắc em chỉ mặc size M thôi. Nhá Phương nhá. Khói rách con này chỉ mặc size M thôi. Cái túi hộp đằng trước hả? Đúng không? Của anh. Em lấy size gì nhỉ? Đúng rồi, lấy size gì? Ra lấy áo kiểu này, 69 chốt cho em nhé. Kiểu 69, đẹp lắm, hàng tốt vậy. Vẫn còn tem mác ở đây, người ta bán 175 đấy các chị. Vải lụa nhé. Các chị phối chân váy gì cũng đẹp. Size M, ok em. Size M đúng không? Túi hộp size M. Đây đúng không? Đây đúng không anh? Đúng thì ok chị nhé, không quên đấy. Hộp 49 này. Hết chưa? Em còn cái shop này nó là dạng như là như này này, ống ánh như này là mọi người này. Đó. Đen trơn đủ size nhá. Đây. Đó, cái này em còn S. Em còn S và L. Cái này em còn S và L nhá. Màu cái đấy nó chỉ có một màu đấy thôi anh nhá. Cái này em còn S và L này mọi người, 40-47 và 50-57 nhá. 40-47 và 50-57 cân này. Shop này cho em. Bán lốt các chị luôn. Con này 49.000 nhá.
49.000. Cái gì? Bà, hôm nay bác. Tặng hết tí tối bố về mang tặng cho bố nhé. Vâng. Này nhưng mà cái áo này tôi mặc thì trông nó hơi già, hay là bán cho tôi được không? Ừ. Tôi lấy thêm cái đổi sang lấy hai cái áo này. Hay bây giờ mình gọi bố đi. Nhìn qua like nó là màu cam nhưng mà trong màu này mình mặc thì nó hơi 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 cứng. Mình gọi bố đi. Mẹ ơi. Mình gọi bố đi. Ờ 2 này. 3 4 này. 50 là 200 này. 250 là 350 này. Cái này 40. À là 390 này. 39 với cả 50. À, 44 đúng không? Ừ. 44 cả 30 cả 30. 52. 54 đâu? Là 47. 47 với cả 50. 520. Nào có áo len của con bé con nhà tôi nhưng mà nó bé lắm, nó mấy tháng thôi. Hết rồi, đúng mới thanh lý hết rồi. Hai trẻ con dễ rồi, thanh lý hết. Cho chị cho em cái. Cho em cái gì? Cho em cái gì hả anh? Bà 520 đúng không? Ừ. Mẹ gọi cho bố đi. Ok, thank you. Mẹ gọi cho bố đi nhé. Nếu mà bà bán ở trên phủ à? Hả? Trước mà bà bán không, không, tôi còn bán ở nhà thôi. Tôi bán ở trên phủ. Tại vì còn đi làm nữa. Hôm nay chủ nhật thì lấy chứ còn mấy giờ rồi nhà mình nhỉ? Một giờ kém nhá. Cái cho anh cái gì hả anh ơi? Áo này các chị phối quần bò siêu đẹp luôn này mọi người. Bò chân váy này, rất là xinh luôn nhá. Cho hộ tớ vào ừ, ok. À, đây này. Quần khói hai màu. Ừ ok em nhé. Cái này nắp túi nè mọi người này. Đẹp lắm, hoặc không ôm lên này. Rất là xinh tôn dáng nhá. Mọi người có thể phối một quần bò hoặc là chân váy đều được. Áo này hôm trước em nhầm giá với mọi người ạ. Bán cho mọi người là 50.000 thôi. 50.000 nhá. Cho em có 3 màu. Màu đen, màu trắng và màu nâu. Mã túi hộp cho em 50.000. Ok. Túi hộp 50. Túi hộp 50 giùm em nhé. Em có màu nâu này. Túi hộp em có màu đen và túi hộp em có màu trắng. Nhá, 50.000. Chị nào lấy cho em mã túi hộp kèm màu nhá. 50. Túi hộp 50 này, cho em tới quần khói hai màu. Khói hai màu này cho em mặc nhá. Các chị không mua tầm này nó ít, còn ít mẫu đẹp lắm. Khói hai màu size L nhá. Cho một ảnh này. Ok này. Túi hộp màu trắng này cho nâu cho Thu Hiền này. Minh Phong này cho con gái này. Đi. Ba con gái. Ừ về nhá. Con trả cô chưa lên hết thật. Về ba con gái nha. Mẹ ơi con ấn đèn ở đây nhá. Hả? Đèn cháy. Đèn cháy. Đèn cháy. Con nhá. Ờ ok. Túi hộp em còn nâu nhiều không biết em. Ba cái nâu nhá. Một cái trắng thôi. Màu nâu cho chị Hiền này. 50 này. Màu trắng cho Ánh này. Cái trắng này. Mua cái trắng thôi. Trắng cho Ngọc Ánh này. Rồi em còn đen nâu thôi mọi người ơi. Đen nâu nhá. Còn đen là nâu thôi. 50. Nè các chị, cái áo như này mọi người không lấy thì lấy gì luôn, đẹp không? 50 màu trắng, có một cái cho Ngọc Ánh này nha. Minh em mang điện thoại đây mẹ xem nào. Linh, vậy em còn đen nâu nữa các chị ơi, đen nâu nhá, màu đen đẹp này, đen nâu màu nâu dễ phối đều. Thể thao cũng không có đâu chị ơi. Bộ thể thao mà không có. Rồi còn đen nâu nhá chị nhá. Còn hai màu thôi. 50.
Áo 50. Đây chị nào thích màu trắng thì các chị có thể qua mẫu này này. Cái màu trắng này, đây, Balenciaga này, bán mọi người 49 luôn. Và cái trắng trơn và trắng chữ cho em nhé. Cái cổ nó như cái áo bên trong của em mặc luôn. Form này là form bình thường, mặc như này. Các chị cái này phối độ cũng đẹp lắm nhá. Đây là Balenciaga. Balen nhá mọi người nhá. Áo này em còn nhiều màu, chị nào thích màu khác. Em thấy các chị thích màu trắng thôi. Ở đây là trơn nhá. Em ghi rồi nhá chị Hải Ly ơi, em ghi rồi. Đây, trắng trơn và trắng chữ cho em. Trắng trơn và trắng chữ 49.000 thôi. Cái này em còn nhiều màu nhá. Nếu các chị thích em còn nhiều màu lắm. Balen còn nhiều màu lắm nhá. Trắng chữ này cho khuôn khuôn. Chữ này nên nó có nhiều màu này mọi người. Chữ này có màu nhiều màu lắm. 49.000 nhá. Cái chữ này cho Phương Phương này. Linh ơi, con làm gì đấy? Phương Phương 49 nhá. Chị Thảo Yến inbox cho em thông tin địa chỉ chưa chị ơi? Thảo Yến 49 nhá. Vâng, em biết rồi chị Ni ơi. Em có màu đen này mọi người này. Linh, ra mẹ bảo này. Linh ơi. Ở đâu nhỉ? Mẹ đẩy cái thuốc. Đây là màu. Ok, ok chị ạ. Đây em còn màu à. Đây cũng đẹp. Nói chung cái này nếu mà chị nào thích kiểu dạng form như này thì chị hay mặc mấy áo kiểu như này ấy. Thì mọi người có thể lấy hai màu khác nhau. Em có màu đen này. Trắng hết rồi em ơi. Màu đen này. Màu đen. Màu xanh này. Màu hồng này. Đen xanh hồng này. Màu ghi này. Màu ghi này. Màu vàng này. Màu vàng đẹp này. Màu vàng này. Và màu cam nhé. Màu cam. Được chưa? Đó, có các màu như thế. 49 thôi. 49 nha mọi người nhá. Cái áo trắng này nó là cái kiểu cổ vuông trơn ấy. Nó là cái kiểu cổ vuông trơn 49.000 luôn ấy. Đây. Vuông như này này. Đó, 49.000, cổ vuông. Cổ vuông 49 nhá. Cái này của em có đen trắng da. Cái này có đen trắng da. Đen trắng da với cả màu gì kia, màu cam, màu đỏ kia. Cổ vuông. Trắng chữ hết rồi, Hiền ơi. Đen trắng chữ này này. Bốn chín nhá. Vẫn còn màu nha mọi người nhá. Vẫn còn đen nhá. Đen ghi. Đen ghi vàng xanh hồng. Đen ghi vàng xanh hồng cam. Dạ, ra vui cho bạn Quỳnh Thương lên thông tin địa chỉ đi em ơi. Chị nhìn em quen quen. Không, đang không nhớ là ai. Mở điện thoại đây. Điện ngồi vào cái này không biết số rồi. Đó cho con tắt đi rồi. Con tắt đi. Xuống con bé như này. Lại đây con bảo đây là con. Cái trắng trơn của mặt nạ. Trắng trơn ở đây em. Dịch Linh bảo dịch. Trắng trơn đây em, trắng trơn nó kia kia thôi mà nó không có chữ rồi. Con ấn một cái, ấn. Rồi đi vào. Giỏi không? Giỏi. Cái trơn này cũng còn nhiều màu nhá. Cái trơn này có màu đen, màu hồng, màu vàng, màu tím. Đen hồng vàng tím trắng 49 luôn. Trơn. À bây giờ các chị thích lên cái gì nữa nào? Áo len nào. Hay là bộ hay là gì? Có màu da nữa này các chị. Cái mã chữ này nó có màu da. Cái mã chữ có màu da nhá. Mã chữ này có cả màu da. Bộ mọi người thích bộ không? Bộ. Bộ mềm lắm, bộ rim. Pyjama. Pyjama, pyjama lụa. Lên đồ bộ. Đây em có bộ len mịn này.
Đây, bán cho chị lớp 75.000 nhá. Len mịn. Nắng mồm. Linh nắng mồm. Cái này các chị mặc mịn lắm. Nói chung là chị mà mặc kiểu dạng mịn mịn. Ngủ đi Linh ơi, nó không ngủ đâu bác à. Không có mẹ mà nó lâu mới ngủ. Đây, bộ này này. Mịn nhá, 69.000 cho em màu xanh này. 69.000. Em có màu mận này. Cái áo kiểu form rộng rộng ấy nhá. Và 69.000 em có màu hồng này. 69.000 em có màu rêu này. 69 em có màu xanh cổ vịt này. Và 69.000 chữ drill này. Drill này mọi người này. Nhá, cái áo của nó dạng mặc hơi rộng rộng nữa. Cái quần cũng có chữ drill luôn. Cái quần của nó tất cả đều là ống bo hết nha mọi người nhá. 69 hồng, xanh cổ vịt này, xanh rêu này, chữ này, màu mận này, với lại màu xanh dương. Đó, 69.000. À quên. Ừ, xong tôi bán 69 luôn, nên bán 69 luôn. Đây, cái bộ này à. Bộ này là bộ sọc tay này. Bộ sọc tay em còn là dư màu da thôi. Bộ này đăng nhiều khách đặt lắm. Em còn màu da, có mũ nhá. Bộ này tay sọc có mũ, bộ này 120. 120.000, có mũ 120. 40 đến 55 cân ống này. Bên dưới này, ống quần này, đẹp không? Đó. Có mũ nhá mọi người nhá. Bộ này là bộ có mũ đấy. Đây, bộ thơm ấy, bộ thơm có mũ ấy. Một bộ 120 cho em. Hồng chữ R cho chị Hải Ly này. Ok chị, hồng chữ R này cho chị Hải Ly này. Hồng chữ R cho chị Hải Ly. Mạng buổi trưa các chị xem ổn đúng không? Buổi tối là em toàn bị đấy thôi mọi người ạ. Buổi tối em toàn bị mạng bị lát thôi. Chị con nhá. Xem hơi mờ. Đây, bộ hồng này đẹp lắm, bộ hồng này. Đây, bộ hồng Burberry này. Lụa hồng Burberry nhá. Và lụa hồng gấu. Bộ này 90 nhá. Burberry đẹp nhỉ, 90. Đây, mã 1, mã 2 đi. Con bò à, con bò sữa. Và con này là con Burberry đấy. Con gấu Burberry. Và con này là con bò sữa, màu hồng với vải lụa nhá. Vải lụa mọi người ạ. Lốt là 90.000 nhá. Còn chị nào thích mà chất dày hơn, cái bộ này hôm trước em có mặc chị Na này, nó dày hơn nhá. Vải kiểu dạng vải thể thao ấy, dạng vải dày hơn ấy. Bộ này là 99, em còn một bộ màu rêu thôi. Và có cái mác đằng sau đây này, 99.000. Thì bộ này là form rộng, thì từ cho em là từ 48 đến 60 cân nhá. Bộ rêu này 48 đến 60 cân cho em. Chốt cho em mã rêu nhá, 99.000. Cái vải này nó không xù nhá chị nhá, vải thể thao. Vải gì nó gọi là cái gì thể thao cơ, em quên mất rồi. Màu rêu 99.000. Chào này 99, chốt 99 cho em nhá. Ở đây, bà nào thích mặc kiểu vừa vừa phải lấy bộ điêu này, rất là đẹp luôn. Cái chất này của nó là chất quần tâm này. Đây, quần tâm này, chất đẹp lắm. Cái quần này mọi người nhìn, nhìn cái quần giúp em này lên. Kiểu là con ngại và chế. Đây, bộ này mặc form vừa phải, tầm 53 cân đủ lại mặc đẹp ấy. Đây, bộ này em siêu lốt 120 nhá. Chất tâm như này, 120, chị ấy đi vào đây. 120 nhá, bộ này 120 nhá. Cái gen kiểu này. Bà nào người nhỏ nhỏ cho em mặc cái kiểu này. Đẹp lắm, sang lắm luôn. Gen nhá. Áo gen cho em 69.000, gen kiểu cho em 69.000, hàng shop nó sale, nó cắt mát này. Chấm bài lên nữa chị ơi. Tương... Xem like, chấm bài lên tăng lên cho em. Áo gen, chốt cho em đã gen kiểu 69 nhá. Gen 69.000. Trễ vai ấy, chị mặc trễ vai ấy. Trễ vai đi thôi em, xinh. Trễ vai phối đồ nhá. Trễ vai này, đẹp lắm. Trễ vai này cho em. Trễ vai 49 luôn. Trễ vai nha mọi người nhá, 50 cân đổ lại mặc đẹp. Trễ vai em có kẻ đen này. Trễ vai kẻ màu ghi này. Trễ vai cho em kẻ đỏ này, chất len tăm nhá. Trễ vai đỏ. Trễ vai kẻ xám. Trễ vai đen. Đấy.
Và cái này trễ vai màu kẻ trắng 49.000 nhá. Là lấy 49 cho 49 nha. Trễ vai 50 cân đổ lại mà ok nhá. Len ôm. Nói chung là cái riêng cái hàng trễ vai các chị phải mặc ôm nhá. Không ôm nó dễ bị tuột lắm nha. Nhiều bà không quen cứ bảo sao áo bé thế. Đấy chưa thì mẹ em này ngay ngay đoạn đấy. Em đi chị tên chị đấy. Đem cho Thu Thảo này. Thảo bây giờ em làm ở chỗ nào? Hay chị gửi đến công ty được không? Chú hôm nay là chưa đi ship được không? Chị mặc hoodie không? Em còn hai cái hoodie em sale này. Chị nhớ ship em đấy. Chị mặc hoodie không? Đấy à? Cứ bán độc bán hoodie các thứ. Đến khi trời có lạnh lấy đâu. Giờ hoodie là bán kiểu chất lạnh ấy. Còn một cái này áo lấy anh chị ra đem đi, bộ xanh trên ghế của lớn, đúng rồi, bộ xanh trên ghế của lớn trễ vai đen, inbox cho chị đem thôi, lấy trễ vai đen inbox cho chị nhá. Cái áo này là áo nhung tâm, chất đẹp form đẹp nhá, nó chất như là cái áo nam mặc luôn ấy, y như cái kiểu này nam mặc luôn, mà nó là màu này kiểu này. 65.000 nốt nhá, bao ấm màu đẹp luôn. Chị áo lấy chốt cho em nhung tâm 65.000 nốt. Cái áo này là dạng da cá dày dặn mà nó giật chữ mochino này mọi người. Chị tìm cho em cái vừa lấy. Đây, cái mochino áo gấu này, áo nỉ này. Nỉ này mọi người, mochino này, hàng năm ngoái em bán là 180.000 đấy. Sau đó chỉ 100 nhá. 100 luôn, chất đẹp màu trắng. Con này 60-62 cân đổi lại. Chị nào lấy cho em áo gấu này. Gấu cho em, gấu nổi 100 nhá mọi người nhá. Trễ vai màu đen. Chia sẻ like cho chị Điêm ơi. Trễ vai màu đen. Trễ vai em có màu ghi đấy mọi người. 49.000 này. Đây trễ vai em có màu ghi này nữa nha mọi người nhá. Trễ vai có màu ghi. Tất ong các chị. Tất. Chấm bài lên cho em rồi nhá. Em có cái áo gió này. Đây. Còn một cái bomber đấy không? Vải đẹp này. Bomber này. Bomber để cho nam nhé chị nhé. Bên trong của nó là nốt nhung hết. Cái này hàng hơn 200 đấy các chị ơi. Em sale cho mọi người 129 nhé. 129 cho nam nhé. Size này cho em là từ 50 đến tầm 57 cân. 50 đến 57 cân. Dạng à, anh nào một size nào rất của nam nhé. Chị nhìn này, cái khóa này đẹp không? Bomber nhá, bomber gel cho em 129 nhá, bomber gel cho em 129.000. Còn cái này là gió có mũ, gió mũ nhá, gió mũ này màu đen này cho em 65 cân đổ lại, đen 65 cân đổ lại cho em 99.000. Màu gel cũng thế, đa màu như nhau.
máy lỗi hết rồi. Đây. Than này, rêu này, gió nam, chốt cho em mã gió nam và màu đen. 65 cân đổ lại nhá mọi người nhá. Cho em luôn. Nào 99.000 lốt nhá. Đang rồi, 99.000. Trả lời 99, chốt 99 cho em. Cái này cho em gấu á. Gấu ấy đấy mọi người này. Gấu nội hàng này. Nói chung là xịn xò lắm. Chốt con vàng này cho em. Con vàng này em nhập đã 180 rồi. Sẽ lốt cho em vàng 120 nhá. Dáng dấu quần. Vàng cho em 120. Chị ơi còn gió lắm lông hôm trước không ạ? Còn nhá. Chị còn. Đây áo gấu đấy. Gấu nổi đẹp quá. Chất thì siêu siêu đẹp luôn. Chị nào lấy vàng này. Chốt cho em con vàng này nhá. Mochino này các chị nhìn. Nhìn này. Mát này. Không rẻ đâu em nhập 180 rồi các chị em. Cho mọi người 120 nhá. Gió lắm lông chị còn nhá. Vâng. Đúng rồi, tí em luôn. Mấy giờ rồi? 1:12 rồi. Đây là 1:30. Ở giữa em nghỉ rồi. Chị đi về. Vâng, chị về nhá. Chị ý là kiểu báo trước em hoặc là đến gọi em ấy. Em chỉ quanh quanh đây thôi. Sáng chị đi mua sữa. Không thấy anh hàng xóm bảo là có cô nào cô đến, cô lại về. Đi sữa mua pha về đi. Đây, chị còn đó. Một con mì vàng và một con vàng và màu ghi thôi. GXL à? Ồ, ok, cầm đúng cái GXL này, cái hoa này 165. Còn màu vàng thôi. Một cái màu vàng nhá, cách lấy như này. Cổ vuông chị còn nhá. 165. Rẻ nhất luôn đấy các chị. 165.000, mất lông luôn. Đây cổ vuông đây. Cổ vuông thì còn nhiều màu lắm. Đây cổ vuông thì chưa bỏ ra luôn ý. Đây màu da xinh thì nó cũng chín nhìn. Chị thấy ai bán rẻ anh em không? Những cái áo này thề luôn đấy mọi người. Nó chỉ lãi 10.000 12.000 đây. Chưa tính lên lúc sale có những cái này đi. Đây, em có mô da này mọi người này. Em mới chọn thêm đơn thì chị mới đi được nhá. Hôm nay chủ nhật rồi. Màu da, màu đen, màu trắng. Da đen trắng. Mỗi màu em có mấy chiếc thôi. Da này, màu đen này. Màu trắng này. Da đen trắng. Đỏ này. Hello chị Hoan. Đấy, da đen trắng đỏ. Da đen trắng và đỏ ạ. Da màu 49.000 nhá. Đây, chất này. Đấy. Cái này 52 cân. Đổ lại mặc đẹp. Còn 55 cân mặc được. Cổ vuông đính cũng đi xung quanh. Còn cổ vuông đấy còn nâu, còn da, còn xanh. Còn xanh ngọc. Xanh dương, xanh ngọc. Da và đen đi đơn với em. Ok. Năm mươi nhá. Hai cái này vẫn là để tí treo. 50 mọi người ơi. Cổ vuông này 50 nhá. Cổ vuông 50 ạ. Quá là bèo luôn này. Tất này mọi người ơi. Hương có lấy tất không? Tất này. Tất nai này. Này có nhiều màu nhá mọi người nhá. 20.000 ba đôi. 20.000 ba đôi nhá. 20.000 ba đôi. Đó, có size 1-4 các loại, có cả gái nhá mọi người nhá. Có cả loại ông già Noel nữa này, chống trượt này. Đấy, có cả ông già Noel chống trượt luôn. Đính cúc là 65. Đính cúc là 65.
đây nè. Đấy, chị nào lấy tất cho bé mấy tuổi trai gái thì các chị báo em. Cái đất này dày lắm các chị, dày dày như này các chị vào quán các chị mua 20.000 một đôi nhá. Chứ không phải là cái loại mà em bán là mấy nghìn một đôi đâu, không phải đâu. Hàng Quảng Châu này nó đóng cứ một cái một túi như này này, một cái như này này mọi người. Đó, nhìn nó dày nè, các chị biết rồi. Đấy, như này chứ dụ cho gái nhà mình này. Đấy, 14 này, thấy không? 20.000 ba đôi. Chứ em kiểu bình thường tất chẳng mấy khi em bán lẻ lẻ như này đâu, tất em toàn bán cả một lố một ý. Tất toàn bán cả một lố này thôi. Đây này vẫn còn đây, áo giữ nhiệt chị nào vừa hỏi đây, giữ nhiệt đây 20.000 ba cái đây. Giữ nhiệt đâu, tôi bỏ ra rồi đây. Đây. Giữ nhiệt bỏ ra rồi đây. Đây, 20.000 ba chiếc giữ nhiệt luôn. Các chị, 20.000. Cho em tất size bé nhất nhớ. Ok, bé gái bé trai Hường ơi. Em lấy mấy đôi. Đây, giữ nhiệt đây nhá các chị nhá. Vải co giãn thoải mái luôn. Giữ nhiệt chốt mã giữ nhiệt cho em 20.000 ba chiếc nhá. 20.000 ba chiếc nha mọi người nhá. 20.000 ba cái luôn. Sướng lắm. Cái này các chị mặc vô tư các chị so được em thật. 20.000 một ba chiếc các chị về. 20.000 làm gì bây giờ? Không nổi bắt phở luôn. Tất có. Đấy lại cũng được. Nai dày mà. Dày đẹp lắm. Lê Hường mà. Ai mà nhìn. Áo len này vừa lấy bạn kia bạn bỏ ra này. Đây, của nó là màu cam cam như này mọi người này, hôm trước này. Đây, màu cam như này nhá. Cái form này form ôm thôi, cho em 39.000 thôi. Len cam. Len cam 39.000 nhá. Len cam cho em 39.000. Bạn ấy đổi lấy cái khác. Đây, len cam 39.000 cho em. Cho mình xem áo hồng treo gần áo gió hàng trên. Áo hồng á. Áo hồng đấy là áo nỉ hoodie này á chị. Áo nỉ hoodie ấy. Em xem có đủ 10 đôi không chị. Thừa nhá. Thừa luôn. Đây. Tất như này. Là nhỏ nhất rồi. Tất này độ 2 tuổi đổ lại. Size S. 2 tuổi đổ lại thôi. Thừa 10 đôi em. Thừa luôn, 10 đôi. 10 đôi sẽ là 70.000. 11 đôi này. 12 đôi này. 12 đôi. 12 đây đôi đôi này 85.000. Đúng 12 đôi. 12 đôi 85.000 nha Huế ơi. Cho nó đỡ bị nẻ cái loại này. Nó hưởng nữa này. Đấy, cái đôi màu cam cam này cho nó giống như giống. Ok không? Huế ơi, còn 12 đôi cái loại này lấy nốt nhá. Nai này nhá, còn u này nhá. Thế nhá, lẻ ra 2 đôi à.
tám năm. Có cả loại đến 12 tuổi luôn nhá chị nhá. Đây này. Có cả tất kiểu ông già Noel nữa này. Đây, đây đến tầm 12 tuổi có nhé. Áo kem đấy là áo hút đi chị ơi. Áo hút đi nhá. Đây à. Áo hút đi khóa. Áo này 99 nhá. Áo này 99.000 ạ. Áo này 99 nhá. 99.000. 99 nhá. Có màu hồng, màu be và màu xanh. Hồng be xanh 3 màu. Hồng be xanh 3 màu 99 nhá. 80.000 đi. Thôi 80.000 cho tròn. Hương ơi, em có lấy ít áo len không? Áo len bán cho chị cho nó dễ này. Rẻ mà người ta ý là sờ được cận chất ấy mới thấy đẹp mà rẻ. Áo len. Áo len này này. Đó. Rẻ lắm em nói thật mọi người, không ai người ta ở đâu người ta bán áo len mấy chục như nhà em đâu. Không ăn tin luôn đấy. Thật ra em muốn định bán lâu rồi ấy, mà khách cứ chốt. Cái FF này. Cho mọi người 65.000 ôi áo len. 65.000 cho em này, quá đẹp luôn cổ này. Chốt cho em mã hồng. 65.000 len mịn dày nhá. Đây là của một cái chị shop chị không bán á, chị nhờ chị bán hộ ấy. Bán hết lại hộ ấy. Nên là chị bán rẻ mấy chục nghìn, chứ còn khi mà nhập vào thì người ta không nhập vào là chắc chắn là không có cái giá mấy chục nghìn đâu chị ạ. Nhập vào không có cái giá mấy chục nghìn đâu. Em nói thật cái chị đi đâu nhập len nó không bao giờ có giá mấy chục nghìn nhá. Trừ khi các chị nhập theo đầu nghìn ấy. Đầu nghìn mà nó cũng phải tùy mẫu, nó không phải mẫu nào cũng thế nhá. Cái này FF cho em này. Quá lên mẹ có nhá. Có đó. Đây chị nào lấy hồng chiếc hồng cho em này. Hồng nhá. Áo cho mẹ à em. Lấy áo cho mẹ. Đây là em thấy các chị thích mặc mấy kiểu kiểu như là dáng dài dài trùm mông như này nữa nè. Áo cho mẹ à. Hôm trước chị có đây mà 5556 không, cái là nhỏ, cái là không vừa. Đây là mấy kiểu trùm mông như này các chị, các mẹ đấy có thấy không? Trùm mông kiểu dài dài trùm mông như này không? Đây cái này có đen nâu với cả xanh. Đẹp ơi, đẹp dày như này. Đây cổ đây, cổ tròn á. Cổ tròn không biết có. 6 cân một cổ tròn. Không còn rồi. Đấy là tầm kiểu trẻ mới cả form ôm thôi. Thôi. Lấy tất cho em nhớ rồi, chị lấy rồi, chị ghi rồi. Cái hoa này hoa này nó là hoa này thôi. Cái hoa này chị bán có 30.000 thôi, nó là len đấy. Hoa đen và hoa trắng 30.000 thôi. Hoa đen và hoa trắng 30.000. Con này len chữ đơn giản này, mà form nhỏ nhá. Nem chữ này cho em 50 nhá. Nem chữ này em có một rêu 50.000. Rêu 50. Đây, con hồng này. Hồng này nó form nhỏ. 50. Con này mẫu trẻ trẻ. Còn là lúc nào em tối hôm mai đi em inbox cho chị rồi. Chị ấy cho chị gọi video cho chứ. Bây giờ mai còn nhiều lắm đây, chị còn đây, giá như là body này. Các chị có lấy váy body không? Váy body bên ngoài tao bán 200 mấy. Em bán cho mọi người 90.000 thôi. Nhá, bây giờ thì phải nghỉ mất rồi. Bây giờ em nghỉ mất rồi mọi người ạ. Nghỉ mất rồi. Cái hoa ấy 5-6 cân vừa, hoa đen này gì? Vừa em nhá, hoa đen này thì vừa. Bây giờ em nghỉ nha. Ừ ok. Bye bye mọi người.
người nhá. Inbox cho em nhá.